Vâng, chào các bạn. Giữa một cái đau trend thật là mạnh như thế này, bỗng dưng thị trường xanh quá anh em ơi, xanh quá anh em ơi. Trong vòng khoảng một tuần qua ta thấy thị trường đi lên rất là ngon và Oncoin có những con nó tăng từ 10 tới 25%, đó là mức trung bình. Và đương nhiên có những con tăng một cách đột biến, nó lên tới đâu đó khoảng 60% các bạn ạ. Đó là một điều rất là tuyệt vời trong một cái đau trend mạnh như thế này. Ví dụ như con Cielo nó có một cái pha giật râu lên tận 55%, và những con khác như là OMG, NIA nó tăng khoảng 10 tới 15%, 20%. Soi cũng vậy. Và nhìn ở BTC thì ta thấy trong một cái nến tuần đó nó tăng được khoảng 3.000 tới 4.000 giá. Đó cũng là một mức mức tăng tương đối mạnh đối với một cái đao trend như thế này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Kuka phân tích thị trường, đầu tiên là về Bitcoin, sau đó là về tổng quan thị trường và Oncoin nha mọi người. Bây giờ là 9:26 ngày 26 tháng 3. Rồi, nhìn tổng quan thị trường như Kuka vẫn nói liên tục với mọi người là gì? Ở phía trên này nó có một cái trend ngang, và thậm chí chúng ta có thể vẽ một cái trend chéo trên cái mô hình tam giác của giá như thế này. Đó. Có thể chúng ta dịch xuống một chút để lấy giá đóng nến cũng được. Cái này thì không quan trọng lắm nha các bạn. Rồi trên like thì thường mình vẽ nó có nhiều cái yếu tố nó tâm linh trong đó nữa chứ không phải là đơn giản đâu. Nên trên like đôi khi mình phải vẽ hai đường như thế này nè. Thì ta sẽ thấy là giá nó đang nằm trong một nó đang gặp một cái kháng cự trên đầu trên ngày. Và chúng ta có thể thấy các cái mô hình nến pin 3, ví dụ như cái mô hình rút râu trên H12, kèm với điều này là sóng đang ở trong một cái đao trend trên khung ngày. Mình nhấn mạnh vẫn là một đao trend khung ngày. Thời gian qua, đây mình mở khung nhỏ hơn là khung H12, các bạn thấy các đường trung bình nó xoắn vào nhau như thế này, chứng tỏ là một cái hiện tượng gọi là phi xu hướng, tức là sideways trong những khung thời gian từ H12 trở lên. Tuy nhiên chúng ta mở về các khung thời gian nhỏ thì chúng ta thấy đó là những mô hình sóng lên rất rõ ràng nha các bạn. Chúng ta thấy là từ ngày 14 cho tới ngày 26 là khoảng 12 ngày đó các bạn. Sóng nó có những cái mô hình nó lên rất là đẹp như thế này cơ mà. Tuy nhiên đây là khung nhỏ các bạn à. Thì tổng cái khu vực này nó lên từ dưới đáy nó lên được khoảng 7.000 giá, và trong tuần thì nó lên được khoảng 4.000 giá. Thì đó là khung nhỏ, chúng ta thấy có một cái xu hướng rất rõ ràng, đỉnh cao dần và đáy cao dần. Tuy nhiên chỉ khi mở khung 12 thôi, tức là nửa ngày thôi, thì ta đã thấy là gì, cái chiều các cái giá và các đường trung bình đó, nó liên tục nó xâm phạm lẫn nhau như thế này. Điều đó chứng tỏ đây là một cái đợt sideways trên khung từ H12 trở lên. Và đặc biệt khung ngày thì như mình nói vẫn là một cái đao trend rất là rõ ràng. Thì hiện tại khi nào có một cái cây H1 đóng nến rõ, mình xin lỗi, cây 1D đóng nến rõ ràng trên cũng cũng khoảng cỡ 46, tức là khi nào mình thấy một cái cây 1D mà đóng trên 46k thì mình sẽ lờ mờ mình cho là gì, cái xu hướng giảm của thằng 1D đã kết thúc. Và khi nào nó phá 52k thì mình gọi là gì, xu hướng tăng trên 1D nó đã bắt đầu quay trở lại uptrend nha mọi người. Đó, rất rõ ràng với những cái nhận định đó, và chưa bao giờ có ca thay đổi điều đó. Rồi, như vậy tiếp theo là gì? Liệu thị trường có phá nổi cái đường này hay không? Mình dự đoán như thế nào về nếu thị trường nó có, liệu nó có phá nổi cái vùng 46k hay không? Rồi, Kuka sẽ làm rõ nhận định đó ngay bây giờ. Đầu tiên chúng ta xem lại các khung thời gian này. Khung H12 mình đã nói, các bạn thấy giá và đường trung bình nó đi xoắn vào nhau như thế này thì ta gọi đó là sideways. Các bạn có thể xem lại cái video của mình đã làm về cái chủ đề khi nào thì thị trường sideways, khi nào thì thị trường nó có trend, trong video phân tích ADG này. Free nhưng chất lượng nha mọi người, đây cách sử dụng ba đường trung bình này, thì mọi người nên xem lại video này. Thì mình sẽ tiếp tục nè. Thì khi nó xoắn vào như thế này thì ta gọi nó là sideways trên khung H12. Vậy ta xem khung H4 như thế nào nha mọi người. Khung H4 ta thấy nó là cái phóng to khung H12, bản chất nó vẫn là những cái con sóng nó không đỉnh không đáy như thế này. Đó, mở nhỏ nhỏ lên thì sao, nhìn khung H2 trở lên, H2 trở xuống thì ta thấy bắt đầu có những mô hình sóng đi rất là đều và đẹp. Thì đây là một uptrend trên H2. Tương tự H1 ta cũng có thể thấy những cái mô hình đỉnh và đáy nó cao dần như thế, và ta gọi là uptrend trên trên H1. Tuy nhiên nhìn ở những khung thời gian này ta thấy nè, RSI nó vẫn chưa thực sự tăng mạnh các bạn. RSI các bạn thấy nó vẫn cứ nhiễu lên nhiễu xuống, nhiễu lên nhiễu xuống, và nó không có rõ một cái mô hình ở trên cái khung RSI.
Tương tự H1 cũng vậy, ta thấy có những cái pha cắt lên cắt xuống những cái đường trung bình này, ta thấy nó không không thực sự là mạnh, mà lực mua thực sự mạnh chỉ xuất hiện trên khung 30 m. Đây ta thấy RSI này lên vùng 80 này, lên vùng 80 này, hoặc là M15. RSI nó lên vùng 80 này mọi người. Đó, nó có nhiều lần nó lên được vùng 80 như vậy. Thực sự mà nói lực mua chỉ xuất hiện trên khung từ 30 m trở xuống. Tức là những cái khung 15 m, 30 m ta thấy lực mua mạnh xuất hiện trên những khung nhỏ. Còn từ khung H1 tới H4 á, tuy thị trường đi theo sóng như thế này nhưng không có lực mua rõ ràng nha mọi người, không có lực mua mạnh trên khung lớn. Và những khung lớn hơn như khung H12 thì hoàn toàn không thấy lực mua lực bán gì cả. Thị trường trả qua nó chỉ sideways trong cái khung hẹp thôi. Nếu mà chúng ta so với cái giá ở trên nó vừa chạy cái trend á, thì rõ ràng cái đoạn này là một cái đoạn rất là nhỏ bé so với một cái xu hướng lớn. Thì rõ ràng nó là một cái sideways nhỏ trong một cái xu hướng lớn thôi, đúng không mọi người? Như vậy, lực mua lực bán chỉ xuất hiện trên những khung từ 15 tới 30 m. Và đối với Cú Ca, lực mua trên khung 15 m, 30 m thì chưa đủ để có liên quan gì đó tới khung 1D. Đây mình nhấn mạnh lại này. Cho tới khi nào mình thấy lực mua xuất hiện ít nhất trên khung H4, đó mình sẽ thấy một cái cây tăng trưởng rất mạnh, nó kéo RSI lên thật cao, thì mình mới nói là gì, thằng H4 nó cũng có lực mua mạnh. Mà khi thằng H4 có lực mua mạnh thì nó mới đủ sức kéo khung một ngày. Còn những thằng như 15 m và 30 m đối với Cú Ca nó chỉ kéo được những khung H1, H2 thôi. Và hiện tại thì ta thấy cái lực mua nó không đủ mạnh để nó kéo thị trường phá cái vùng 46k. Như vậy thì về nhận định Cú Ca vẫn thiên về nhận định là thị trường sẽ đi xuống. Đó là ý thứ nhất. Rồi, ý thứ hai là gì? Đây. Mình mở xem Bitcoin Dominant đi các bạn. Vừa rồi các bạn chứng kiến một cái mùa rất là xanh. Vì sao? Chúng ta thấy vốn hóa thị trường thì tăng nè, Total High các bạn thấy tăng liên tục nè. Liên tục 5 10 nến nè. Rồi chúng ta mở Bitcoin Dominant, chúng ta thấy Bitcoin Dominant bị giảm, giá vốn hóa đổ về altcoin. Nhưng tự nhiên hôm qua sao lại nó lại đóng một cái cây Bitcoin Dominant rất là cao, cao và dài nè, nó phủ định lại cái cây đã phía trước này các bạn. Như vậy chúng ta bắt đầu thấy có sự chuyển biến trong vốn hóa. Vốn hóa đã bắt đầu dần dần đổ trở lại Bitcoin. Mọi người có để ý điều đó không? Đó, vốn hóa là bắt đầu đổ lại Bitcoin. Mặc dù thị trường thì nó vẫn đang ở sát cái đỉnh, tuy nhiên bắt đầu xuất hiện một dấu hiệu xấu trên Bitcoin Dominant. Đó là một cây xanh rờn như thế này xuất hiện. Và nếu ngày hôm nay nha các bạn, nó quất một cây lên thẳng trên này thì altcoin lại rơi thêm 5-7% nữa. Và giả sử từ khúc này chúng ta đang đu altcoin, các bạn đu sớm á nha các bạn, đu sớm. Ai mà đu sớm á, thì ví dụ như đu con Celo đi. Các bạn đu sớm là đu vào ngày 16, cách đây 10 ngày. Nếu các bạn đu sớm được cái khúc này á thì các bạn mới ăn được khoảng 60%, ví dụ con Celo đi. Còn như giả sử các bạn đu ngày hôm qua thôi, hôm qua hôm kia thôi thì chưa chắc các bạn ăn được 5% đâu các bạn ạ. À. Như vậy thì đối với chúng ta khi trader trên thị trường altcoin mà ăn 5% nói nó phèn quá đúng không mọi người? Nên là chúng ta sẽ cố chấp, chúng ta hold hold mạnh, hold mạnh để tiếp tục nghĩ về cái target đâu đó 40-50%. Tuy nhiên thì khúc này nó là sát cái đỉnh rồi. Và theo phân tích nãy giờ của mình thì mình vẫn hướng về là gì? Giá không phá nổi cái đỉnh này. Và nó chỉ là những cái pha giật râu để nó kêu những cái lệnh short thôi mọi người ạ. À. Giặt râu lên kêu những lệnh short. Như vậy Cú Ca vẫn đang chờ đợi một cơ hội để short ở cái vùng này, mình chờ một cơ hội để mình short. Và mình target thì target như cũ vẫn là target về dưới cái biên này, thậm chí target về 30k luôn. Đó đó là hai cái target của mình. Đó, tuy nhiên cái khung sóng ngày nó đi rất chậm nên là mình rất là kiên nhẫn đối với khung sóng ngày này. Đó, những cái dữ kiện mà mình thấy rõ ràng là gì, những altcoin nó bay lên rồi nó rút râu rất là nhanh này mọi người. Rồi ví dụ như Luna thì một tuần qua nó cũng chẳng tăng mấy. Đó, Luna thì không tăng mấy. Những cái con như Near thì đó, chúng ta thấy nó có vài cái cây tăng trưởng rất là khá và rơi vào đâu đó khoảng 15-20%. Thì đó mình nghĩ cũng là tuyệt vời trong một cái mùa downtrend mọi người à. Mọi người phải chấp nhận một điều là gì, thị trường giá nó đang đi xuống rất là mạnh đúng không nào? Và đó là một downtrend rất là rõ và khúc này là khúc sideways cho altcoin nó bay. Đó chưa phải là uptrend cho tới khi lý thuyết Dow chứng minh là gì? Chỗ này phải phá qua cái đỉnh cũ thì ta mới gọi là ok. Và thực sự đối với Cú Ca, những cái lực tăng trên khung 15 m, 30 m là không đủ để kéo thị trường đi lên phá cái đỉnh đó. Đó, vì đó là lực mình phân tích về logic và về lực thị trường thì không thấy rõ cái lực tăng của thị trường.
mà nó là cấu trúc sống rất, ta thấy cấu trúc sống thì nó rất rõ trên khung H1, H2. Khung lớn hơn thì sideways, nhưng mà khung nhỏ ta thấy cấu trúc tăng rất là đẹp. Nhưng lực tăng thì lại chỉ nằm trên những khung nhỏ. Đó là một cái dấu hiệu suy yếu của thị trường mà Cú Cao muốn nhắc mọi người là gì? Chúng ta phải cẩn thận với thị trường, và đặc biệt là tự nhiên Bitcoin Dominant nó có những cái pha, nếu ta nhìn theo khung H1 thì ta thấy có những cái pha rướng lên rất là nguy hiểm của Bitcoin Dominant, thì đó cũng là dấu hiệu xấu cho altcoin, nếu nó giật một phát thì có thể ra đi đời nhà ma. Rồi, như vậy như Cú Ca vẫn thường xuyên nhắc mọi người đâu là điểm nhảy thuyền, mình vẫn hay nhắc mọi người đâu là điểm nhảy thuyền. Chốt lời thì mọi người phải tự biết đường mà chốt, nhưng chốt lỗ thì buộc phải hiểu rõ đâu là điểm chúng ta nhảy thuyền. Đây, chúng ta thấy một cái đáy rất rõ trên thị trường, đó là cái đáy ngay chỗ này, đúng không mọi người? Đáy chỗ này không rõ lắm, nhưng đáy chỗ này là rất rõ này mọi người. 42k, 42k. Đây, mọi người có thấy cái đáy đó nó rõ không? 42k đây. Nếu giá vi phạm vùng 42k thì chúng ta phải cắt 100% lệnh nha mọi người. Đó, đó là lời khuyên của Quốc ca. Khi nó phá xuống, lực thị trường đang lên mà bỗng nhiên nó bị phá qua cái đáy như thế này thì chúng ta phải cẩn thận, đôi khi nó đi hai sóng như thế này nó phá thì chúng ta phải rất cẩn thận với cái vùng này. Chỉ cần nó phá qua vùng này thì chúng ta ngay lập tức phải đảo sang view short ngay lập tức đối với thị trường này. Và mình không biết là nó xuống từ từ hay là nó làm một cái cây thật là mạnh, mình không rõ điều đó đâu, thì mình phải chờ thôi. Thì thị trường từ chỗ này lên tới chỗ đó khoảng 2.500 giá đó các bạn. Như vậy điểm SL tuyệt đối của chúng ta là khoảng 2.500 giá, và chúng ta có thể thấy đó cũng là một cái chân sóng của H4 rất rõ ràng nha mọi người, một cái chân sóng H4 rất đẹp, và đó cũng nên là một điểm stop loss tuyệt đối đối với cái thị trường này. Và đương nhiên như mình nói, cấu trúc tăng thì nó sẽ tăng nữa, và mình nó tăng tới đâu thì mình không biết nha các bạn, nhưng giảm thì mình sẽ biết phá vùng này chúng ta sẽ cắt lỗ. Đó, mình chỉ phân tích thị trường, những tín hiệu suy yếu của thị trường, những dấu hiệu nguy hiểm đối với altcoin và Bitcoin Dominant. Như vậy chúng ta sẽ tự quyết định với hành vi đầu tư của mình. Và Cú Ca không có lời khuyên cho việc chốt lời, có lời chốt là việc rất tốt. Mọi người nếu đu được altcoin ăn thì đó là một điều đáng mừng. Tuy nhiên Cú Ca có lời khuyên cho điểm cắt lỗ hoặc là thoát khỏi thị trường, điểm nhảy khỏi thị trường, đó là cái đáy của sóng H4 rơi vào khoảng 42.000. Rồi, à mình xin lỗi, cái đáy nằm ở đây chứ. Đáy nó nằm đây 42.000. Đây, đáy đây. Như vậy mọi người tự suy nghĩ và quyết định đầu tư nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của Ca. Chúc mọi người sức khỏe và thành công.